演歌剧院观众。Cô ơi, con thấy biển thật bao la rộng lớn. Biển còn có rất nhiều nguồn sinh vật và khoáng sản. Con còn thấy một đại dương xanh với bao điều thú vị ạ. Các con thật thông minh. Biển cùng trái tim nóng vẫn đang hàng ngày sinh sống và phát triển quanh ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thăm trái tim của biển nhé. Xin chào các bạn học sinh trường tiểu học Marie Curie. Mình là trái tim của biển, ngọt ngào và dịu dàng. Virus, virus. Virus, virus. Ta tên là virus rác thải ở muôn nơi biết không. Còn ta tên là virus khai thác biển tài, nhà ngươi nghe rõ chưa? Và ta luôn đi xâm phạm biển xanh ở mọi nơi, nhà ngươi thấy không? Chúng ta lan tỏa và để biển xanh rồi cũng sẽ mất đi. Cướp ngay lấy trái tim của biển. Cướp lấy, cướp lấy, cướp lấy. Cướp ngay lấy trái tim của biển. Cướp lấy, cướp lấy, cướp lấy. Cướp ngay lấy trái tim của biển. Cướp lấy, cướp lấy, cướp lấy. Cướp ngay lấy trái tim của biển. Cướp lấy, cướp lấy, cướp lấy. Virus, hãy dừng tay lại. Các con, đây chính là ba loại virus gây hại cho biển mà cô đã từng dạy cho các con rồi đó. Các người nói xem, chúng ta là virus gì đi? Ngươi, chính là virus xả rác bừa bãi và chất thải độc hại ra biển. Chưa hết, ngươi còn thải lượng dầu khổng lồ khiến nước biển không còn được trong xanh. Còn ngươi, chính là virus xâm chiếm vùng biển nước ta bằng nhiều hành động xấu, gây tổn hại đến vùng biển và người dân. Và cuối cùng là ngươi, virus mang tên khai thác. Ngươi cùng đồng bọn hàng ngày khai thác nguồn tài nguyên biển một cách trái phép, khiến số lượng sinh vật và khoáng sản dần biến mất. Các người thông minh lắm, đúng là học sinh trường tiểu học Marie Curie có khác. Nhưng các người còn quá bé nhỏ để có thể đánh bại sức mạnh của chúng ta, vì chúng ta là bá chủ thế giới này. Chúng ta tuy bé nhỏ nhưng có tình yêu to lớn với biển cả. Các con yên tâm, các anh chiến sĩ hải quân bảo vệ biển sẽ cùng chúng ta chiến đấu với virus để giữ lấy hòa bình. Chúng ta có trái tim nhân hậu, vị tha. Hãy cùng nhau viết lên lời yêu thương. Virus ơi, các bạn nên hiểu rằng biển vô cùng quan trọng với cuộc sống. Không có các bạn ấy, trái đất sẽ không còn đẹp nữa. Hàng ngày, bước tới cánh cổng trường Marie Curie, được mang tên cổng Hoàng Sa và cổng Trường Sa, giúp chúng tớ luôn được nhắc nhở về những quần đảo thân yêu của Tổ quốc ở Biển Đông. Vì vậy, chúng tớ luôn dành tình yêu và trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc. Không chỉ vậy, biển đảo Việt Nam còn có các anh chiến sĩ hải quân. Dù phải trải qua bao thiếu thốn, khó khăn, nhưng với tình yêu hòa bình, đất nước, các anh vẫn ngày đêm canh giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chúng tớ đã hiểu và biết lỗi rồi. Chúng tớ sẽ hứa không gây hại cho biển và con người nữa đâu. Cảm ơn các anh chiến sĩ hải quân đã bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Cảm ơn các bạn học sinh trường Marie Curie đã cùng cô giúp cho virus hiểu ra điều đúng. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay hướng về biển đảo, góp trái tim nóng của mình và bảo vệ trái tim của biển.